nhầm người Mỹ. Đông dễ sợ luôn á ha. Không ngờ mà đông đến mức vậy á ha. Đâu để mẹ về quay kỷ niệm cả nhà con. Không có chỗ đi. Làm con lấy cái sim cho bà làm. Giặt thêm chút nữa mà. Cái gì ba, cái này phải cần mấy đồ mới ra được. Hả? Cái gì? Cái này phải cần mấy đồ mới ra được. Mấy đồ cái gì? Hôm nay ra phi trường Tân Sơn Nhất để tiễn bạn lên đường về Mỹ trước nha cả nhà. Còn mình với hai đứa con ở lại chơi được thêm 2 tuần nữa. Em có được không? Em có được không? Anh vô trước đi. Vô trước rồi. Không. Anh vô trước đi xong rồi mình anh quay ra lại. Không, để anh đi vô được rồi. Đi đây mày đứng đâu rồi? Thank you.
đi đó. Cái ngồi cái bay gọn gàng á. Cái là bây giờ ở Mỹ nó chuộng đồ pyjama mặc như mà đồ pyjama đi ngoài đường luôn. Việt Nam mà giờ cũng đang mặc về nhiều lắm. Bán bộ thì có trăm mấy chứ nhiêu đó, chị hay mặc đó, rẻ lắm mà giải tốt lắm. Mấy giờ nó bay luôn? 12:10 chắc. 12:10 bay. Đi chuyến bay của mấy? Anh chỉ đi chuyến bay của Asian Airlines. Asian Airlines của Hàn Quốc đó chứ. Korean Airlines. Không, Asian. Asian. Asia á chứ. Asia châu Á đó mà đọc là Asian. Cửa D1 thì đông người đi vô check-in lắm. Bây giờ mình đi qua cửa D2 xem sao nha mọi người. Sao cửa đêm 2 vắng hơn cửa đêm 1 nha mọi người. Chắc mọi người đi tới xuống xe vào thẳng cửa đêm 1 nó tiện hơn, nên cửa đêm 1 đông hơn cửa đêm 2 nè. Sân bay nhiều người check-in quá nên chờ hoài chờ mãi mà vẫn chưa thấy bạn ra nữa mọi người ơi.
người đông lắm. Chào bà nè. Ồ bán xong rồi hả? Xong. Vậy là chưa tiếp đó là bạn. I almost didn't recognize him, but he's my dad, so I did. Thank you.